đời bị xúc phạm, Tố bóc lột Hồ Văn Cường, Phi Nhung vẫn luôn âm thầm làm điều này cho con nuôi. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung khiến mọi người vô cùng bàng hoàng. Không ai dám tin đây là sự thật, những kỷ niệm, câu chuyện về nữ ca sĩ lần lượt được chia sẻ lại đầy xúc động. 11:57 ngày 28 tháng 9, Phi Nhung qua đời sau hơn một tháng chiến đấu với COVID-19. Thông tin này được gia đình, đại diện bệnh viện Chợ Giấy xác nhận. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng bạn bè, người thân lẫn khán giả vẫn không thể nào chấp nhận sự thật này. Hàng loạt lời đưa tiễn, vĩnh biệt được gửi đến Phi Nhung trên mạng xã hội. Đau lòng hơn khi vì dịch bệnh mà mọi người không thể đến vĩnh biệt nữ ca sĩ. Ngay cả cô con gái ruột duy nhất ở Mỹ cũng chẳng thể về chịu tang. Sau khi nhận tin Phi Nhung qua đời, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung có chia sẻ gây chú ý về đàn chị. Trên trang cá nhân, anh đăng tải loạt tin nhắn của hai người, bày tỏ sự tiếc nuối khi giọng ca, bông điên điển, rời đi quá đột ngột. Theo lời Nguyễn Văn Trung, Phi Nhung là người tận tâm với nghề, hết mực yêu thương các con nuôi. Đáng chú ý, cô luôn trăn trở để phát triển sự nghiệp cho các con. Buồn lòng là giai đoạn cuối đời Phi Nhung lại bị dị nghị tiền nong không sòng phẳng với Hồ Văn Cường, dẫn đến chuyện vướng vào thị phi lớn nhất trong sự nghiệp. Mỗi lần trò chuyện với Nguyễn Văn Trung, Phi Nhung đều hỏi, có bài nào cho Cường không em? Có bài nào cho hai con gái của chị không em? Lần được nam nhạc sĩ mời thu âm MV cổ vũ chống dịch, nữ ca sĩ còn xin cho Hồ Văn Cường và hai con gái nuôi đi cùng. Cô nhắn với đàn em, chị thật sự muốn ủng hộ cho em, con chị cũng là y tá nên chị cũng muốn tham gia với em, chị còn hai đứa con gái, cho nó hát luôn nha. Tập cho biết thương yêu với người ta. Chấm than, nhớ về Phi Nhung, Nguyễn Văn Trung nhớ đến người chị luôn chăm sóc, tận tình với anh. Chỉ cần nam nhạc sĩ muốn, cô lại gửi đồ chay sang tận nhà. Chưa bao giờ Nguyễn Văn Trung thấy đối phương giận dữ hay nóng nảy, thù hằn ai. Một người phụ nữ luôn nhẹ nhàng, nhân hậu đã ra đi mãi mãi, để lại rất nhiều tiếc thương với những người ở lại. Em không hiểu được tại sao người ta lại chửi rủa xỉa sói nói những lời cay độc với một người mà người ta chưa tiếp xúc, chưa làm việc, chưa nói chuyện cùng, có những đứa trẻ danh chưa hiểu sự đời, những thanh niên ngông nghênh cuồng loạn và cả những người đàn bà lồng lộn vô học. Hôm nay biết chị đã ra đi, em không tin và không muốn tin là em đã mất đi một người chị. Em muốn lưu lại những ký ức thật đẹp về chị. Chị bình an nhé, Nguyễn Văn Trung chia sẻ. Ba thời điểm phụ nữ cực kỳ thèm khát, chuyện ấy. Quý ông không nên bỏ lỡ. Những lời tâm sự của Nguyễn Văn Trung khiến fan Phi Nhung nghẹn ngào. Có lẽ sẽ rất lâu nữa những người yêu mến nữ ca sĩ mới chấp nhận được sự thật rằng cô thực sự đã qua đời. Tin buồn, ca sĩ Phi Nhung chút hơi thở cuối cùng sáng nay tại Bệnh viện Chợ Giấy, sau hơn một tháng chống chọi COVID-19. Tin buồn ca sĩ Phi Nhung đột ngột ra đi đã khiến showbiz Việt nhuốm màu tang thương. Trưa ngày 28 tháng 9, thông tin ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với COVID-19 khiến cả showbiz đau lòng và tiếc thương. Cố ca sĩ Phi Nhung hưởng dương 51 tuổi. Được biết, ca sĩ Phi Nhung nhiễm COVID-19 do tiếp xúc F0 lúc đi thiện nguyện tại TP. Hồ Chí Minh, cố ca sĩ được chuyển từ Bệnh viện Gia An 115 sang Bệnh viện Chợ Giấy điều trị vào đêm 26 tháng 8. Sau một tháng chữa trị tích cực nhưng tình trạng nữ nghệ sĩ ngày càng chuyển biến xấu và đã không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung là mất mát và tổn thất lớn cho làng giải trí Việt. Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ đã vô cùng bàng hoàng và đau lòng nói lời tiễn biệt cố ca sĩ. Sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung là tổn thất lớn với showbiz Việt. Phi Nhung tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung, sinh năm 1972 tại Pleiku. Phi Nhung sinh ra trong một gia đình không hoạt động nghệ thuật nhưng bản thân lại có đam mê lớn đối với nghề ca hát. Lúc sinh thời, ca sĩ Phi Nhung nổi tiếng qua các bài hát như Nhớ mẹ mồ côi, Hoàng hôn màu tím, Con gái của mẹ, Bông điên điển, Nữ ca sĩ và Mạnh Quỳnh là đôi bạn song ca nổi tiếng, chiếm trọn thiện cảm trong lòng khán giả trong và ngoài nước. Cố ca sĩ có cô con gái ruột tên Wendy Phạm đang làm y tá và sinh sống tại Mỹ, chân dung chồng của nữ ca sĩ vẫn rất bí ẩn suốt nhiều năm qua. Ngoài cô con ruột này đã 29 tuổi, Phi Nhung còn có 23 người con nuôi, trong đó Hồ Văn Cường, Thiêng Ngân, được nữ ca sĩ tạo cơ hội cho phát triển nghệ thuật và cũng khá thành công. Trước khi nhập viện điều trị COVID-19, cố ca sĩ Phi Nhung đã có 2 tháng tích cực làm từ thiện và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Vĩnh biệt ca sĩ Phi Nhung, trân trọng và tri ân những đóng góp của cố nghệ sĩ cho sự nghiệp nghệ thuật và cho cộng đồng trong suốt thời gian qua.
Cuối đời bị xúc phạm, Tố bóc lột Hồ Văn Cường, Phi Nhung vẫn luôn âm thầm làm điều này cho con nuôi. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung khiến mọi người vô cùng bàng hoàng. Không ai dám tin đây là sự thật, những kỷ niệm, câu chuyện về nữ ca sĩ lần lượt được chia sẻ lại đầy xúc động. 11:57 ngày 28 tháng 9, Phi Nhung qua đời sau hơn một tháng chiến đấu với COVID-19. Thông tin này được gia đình, đại diện bệnh viện Chợ Giấy xác nhận. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng bạn bè, người thân lẫn khán giả vẫn không thể nào chấp nhận sự thật này. Hàng loạt lời đưa tiễn, vĩnh biệt được gửi đến Phi Nhung trên mạng xã hội. Đau lòng hơn khi vì dịch bệnh mà mọi người không thể đến vĩnh biệt nữ ca sĩ. Ngay cả cô con gái ruột duy nhất ở Mỹ cũng chẳng thể về chịu tang. Sau khi nhận tin Phi Nhung qua đời, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung có chia sẻ gây chú ý về đàn chị. Trên trang cá nhân, anh đăng tải loạt tin nhắn của hai người, bày tỏ sự tiếc nuối khi giọng ca, Bông Điên Điển, rời đi quá đột ngột. Theo lời Nguyễn Văn Trung, Phi Nhung là người tận tâm với nghề, hết mực yêu thương các con nuôi. Đáng chú ý, cô luôn trăn trở để phát triển sự nghiệp cho các con. Buồn lòng là giai đoạn cuối đời Phi Nhung lại bị dị nghị tiền nong không sòng phẳng với Hồ Văn Cường, dẫn đến chuyện vướng vào thị phi lớn nhất trong sự nghiệp. Mỗi lần trò chuyện với Nguyễn Văn Trung, Phi Nhung đều hỏi, có bài nào cho Cường không em? Có bài nào cho hai con gái của chị không em? Lần được nam nhạc sĩ mời thu âm MV cổ vũ chống dịch, nữ ca sĩ còn xin cho Hồ Văn Cường và hai con gái nuôi đi cùng. Cô nhắn với đàn em, chị thật sự muốn ủng hộ cho em, con chị cũng là y tá nên chị cũng muốn tham gia với em, chị còn hai đứa con gái, cho nó hát luôn nha. Tập cho biết thương yêu với người ta. Chấm than, nhớ về Phi Nhung. Nguyễn Văn Trung nhớ đến người chị luôn chăm sóc, tận tình với anh. Chỉ cần nam nhạc sĩ muốn, cô lại gửi đồ chay sang tận nhà. Chưa bao giờ Nguyễn Văn Trung thấy đối phương giận dữ hay nóng nảy, thù hằn ai. Một người phụ nữ luôn nhẹ nhàng, nhân hậu đã ra đi mãi mãi, để lại rất nhiều tiếc thương với những người ở lại. Em không hiểu được tại sao người ta lại chửi rủa xỉa sói nói những lời cay độc với một người mà người ta chưa tiếp xúc, chưa làm việc, chưa nói chuyện cùng, có những đứa trẻ danh chưa hiểu sự đời. Những thanh niên ngông nghênh cuồng loạn và cả những người đàn bà lồng lộn vô học. Hôm nay biết chị đã ra đi, em không tin và không muốn tin là em đã mất đi một người chị. Em muốn lưu lại những ký ức thật đẹp về chị. Chị bình an nhé, Nguyễn Văn Trung chia sẻ. Ba thời điểm phụ nữ cực kỳ thèm khát, chuyện ấy. Quý ông không nên bỏ lỡ. Những lời tâm sự của Nguyễn Văn Trung khiến fan Phi Nhung nghẹn ngào. Có lẽ sẽ rất lâu nữa những người yêu mến nữ ca sĩ mới chấp nhận được sự thật rằng cô thực sự đã qua đời.